Xin chào anh chị nhà đầu tư ha, chào mừng chị mình đến với kênh YouTube của em, kênh YouTube chứng khoán NMC Finance. Thì như thường lệ cuối ngày, em cũng ngồi lại với anh chị mình để cùng nhau nhận định về thị trường của chúng ta trong phiên giao dịch ngày hôm nay và những cái xu hướng tiếp theo cho những cái tuần mới và những cái cổ phiếu nào anh chị mình cần quan tâm, những cái cổ phiếu nào mà nó thuộc những cái cổ phiếu mà mạnh, những cái dòng mạnh mà nó có khả năng dẫn dắt thị trường của chúng ta đi lên, hoặc là những cái việc mà trong những cái chiến lược giao dịch tiếp theo á, là những cái chiến lược giao dịch mà mình để mà mình chọn lọc những cái nhóm ngành cổ phiếu. Thì qua những cái giai đoạn mà thị trường của chúng ta có những cái xu hướng tích lũy lên, thì có những cái cổ phiếu nó cũng đã có những cái giai đoạn gọi là giai đoạn bứt tốc nền đi lên, và đặc biệt nó có được những cái sự thu hút về mặt dòng tiền về mặt cuối phiên của cái phiên giao dịch ngày hôm nay, là cái phiên thứ sáu, là cái phiên thứ sáu cuối tuần. Thì thị trường của chúng ta có những cái sự bùng nổ rất là mạnh mẽ từ rất là nhiều những cái mã cổ phiếu, hay là rất là nhiều những cái gọi là cái cổ phiếu thuộc những cái nhóm ngành thị trường. Anh chị mình có thể thấy được là những cái mã cổ phiếu của, đặc biệt là cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán này, cổ phiếu của những cái nhóm ngành bất động sản này, những cái cổ phiếu của nhóm ngành thép này, hay là những cái mã cổ phiếu của nhóm ngành banh, nó đều là những cái cổ phiếu nó có những cái xu hướng và có những cái tín hiệu gọi là nó bùng nổ về mặt cuối phiên. Và đặc biệt là cái dòng tiền á, nó chỉ vào đâu đó là khoảng 10 đến 15 phút cuối phiên thôi, nó không đến gọi là nó không vào từ gọi là từ đầu phiên, mà nó gọi là nó có những cái yếu tố gọi là nó rung dụ những cái lượng hàng trong ngắn hạn, giống như là cái phiên ngày hôm qua là một cái phiên mà em với anh chị mình cũng đi qua, mình phân tích rất là kỹ về những cái sự hấp thụ của những cái lượng hàng, như gọi là những cái lượng hàng T cộng, có nghĩa là những cái lượng hàng mà khi mà cái yếu tố giải tỏa tâm lý của cái phiên ngày 22 tháng 11 là cái phiên mà được giải tỏa tâm lý bởi mã cổ phiếu của Novaland, thì rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó có một cái dấu hiệu gọi là nó có một cái tín hiệu gọi là nó bull trap. Đấy, bull trap nên là nó dẫn đến một cái tình trạng là khi mà con Novaland được cứu thì rất là nhiều những nhà đầu tư mình giải tỏa được những cái tâm lý nghi ngờ, và từ đó bắt đầu mình có những cái lượng giải ngân về mặt thị trường. Nhưng mà cơ bản các mã cổ phiếu khi mà nó đã tạo ra được một cái bước chạy đà là khoảng mấy chục phần trăm rồi, giống như là con Novaland lúc đó nó được giải cứu đi, nhưng mà cái bản chất những cái nhóm ngành thép này, những cái nhóm ngành trứng này, hay là những cái nhóm ngành bất động sản này, nó đã chạy vài chục phần trăm rồi, có những cái mã cổ phiếu nó thậm chí nó lên khoảng 40-50% rồi. Đấy, nên là cái việc mà bull trap trong những cái phiên này nó bắt đầu nó rung dữ, gọi là bị những cái lượng hàng FOMO này nó bị rung dữ qua những cái yếu tố cái lượng hàng về, giống như là cái phiên ngày chiều hôm qua là cái phiên mà có những cái tín hiệu gọi là cái yếu tố hấp thụ những cái lượng hàng này, nó bằng bằng cách á, là nó không phải hấp thụ ở về mặt gọi là về mặt đầu phiên, mà về mặt gần cuối phiên nó mới bắt đầu nó đổ dòng tiền vào nó hấp thụ. Có nghĩa là đầu phiên á, nó dùng con mã cổ phiếu của MWG nè, những cái mã cổ phiếu trụ nè, để mà chị anh chị để mà đàn áp về mặt tâm lý đấy. Nên là cái phiên ngày hôm qua nè, MWG nó quay ra nó sàn với một cái thanh khoản rất là lớn. Đấy, nên là cái yếu tố về mặt tâm lý khi mà anh chị mình mua những cái lượng hàng FOMO á, mình sẽ chịu không nổi, và những cái lượng hàng gọi là lượng hàng bị FOMO trong ngắn hạn nó bị hầu như là nó bị dụ bỏ qua ở những cái gọi là cái phiên ngày hôm qua, hoặc là thậm chí là cái phiên sáng nay nó bị dụ bỏ ra. Thì sau những cái quá trình dụ bỏ những cái lượng hàng ngắn hạn đó thì bắt đầu cái dòng tiền nó quay trở lại đối với thị trường ở về mặt cuối phiên, thì anh chị mình có thể thấy được là hôm nay cái thanh khoản á nó chỉ khoảng 9.700 tỷ thôi. Nếu mà cái trừ cái khối lượng giao dịch thỏa thuận ra thì nó chỉ khoảng là khoảng 8.400-8.500 tỷ. Nhưng mà anh chị mình có thể thấy được là nó không có sự đóng góp bởi những cái mã cổ phiếu mà nó mang tính chất quay thanh khoản, giống như là ngày hôm trước nè, con Novaland nó quay thanh khoản hai cây này, con DBR nó đóng góp vào cái việc mà nó quay thanh khoản. Thì sau đó là tới ngày hôm qua là tới mã cổ phiếu của MWG bắt đầu nó quay thanh khoản. Đấy, nó quay thanh khoản cái phiên này này. Còn đến đến cái ngày hôm nay thì hầu như là thị trường của chúng ta là một thị trường mà nó vào đối với cái việc mà cái dòng tiền nó vào về mặt gần cuối phiên á, là nó vào đúng những cái mã cổ phiếu mà nó thuộc dạng những cái nhóm ngành về mặt thị trường. Thì trong một cái bộ list quan sát đó, một cái bộ list gọi là bộ list đó, thì cũng có list ra cho anh chị mình về những cái dòng giống như là cái dòng chứng khoán, cái dòng những cái dòng nào là cái dòng mạnh, những cái dòng nào là cái dòng yếu á. Thì những cái dòng mạnh á thì hôm nay là tiếp tục một cái xu hướng tăng, và nó tăng trần một cách rất là nhanh chóng, giống như là những cái mã cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán này, những cái mã cổ phiếu của nhóm ngành thép này, hay là một vài cái mã cổ phiếu của nhóm ngành banh, hay là thậm chí là những cái mã cổ phiếu của bất động sản. Đó là nó tăng một cách rất là nhanh chóng. Tuy nhiên trái lại với đó thì có những cái mã cổ phiếu mà nó xu hướng nó test đáy á, là gọi là nó sẽ hồi phục rất là chậm, và hồi phục rất là nhấp nhăng, giống như là những cái mã cổ phiếu của nhóm ngành bán lẻ đi. Anh chị mình thấy không, hôm nay nó chỉ hồi phục 3% thôi, nó thậm chí là nó chưa phủ định lại cái phiên giảm điểm ngày hôm trước. Còn những cái mã cổ phiếu khác, gọi là những cái mã cổ phiếu khác giống như nhóm ngành đạm, đạm xem sao, đạm này hôm nay con đạm Cà Mau nè, cái bản chất nó chỉ hồi khoảng 1,56% thôi, hay là nhóm ngành dầu khí BVD
Nó chỉ hồi còn 4% thôi. Nhìn chung là cái xu hướng nó test, nhìn chung là nó để mà anh chị mình cầm nắm á thì mình cầm nắm được, nhưng mà những cái mã cổ phiếu này không nên ưu tiên tham gia. Tại vì sao? Tại vì không, nó không phải là những cái mã cổ phiếu khỏe của thị trường. Còn những cái mã cổ phiếu giống như là những cái mã cổ phiếu giống như là SSI đi, anh chị mình tham gia nó cực kỳ thoải mái. Thậm chí anh chị mình mua FOMO á thì có thể mình chịu nhiệt qua trong ngắn hạn này. Thì chịu nhiệt qua ngắn hạn thì hôm nay anh chị mình đã có lãi rồi. Còn cái việc mà những cái điểm này không phải là những cái điểm để mà anh chị mình FOMO, anh chị lưu ý ha. Đấy, nhưng là nên là cái việc mà đối với những cái cổ phiếu á, mà nó có một cái bước chạy đà sau đó nó tích lũy lên trở lại á, thì em cũng có hướng dẫn cho anh chị mình về những cái điểm mua, là cái việc mà nó sẽ có hai cái trường phái, là những cái trường phái mà anh chị mình chọn lọc được á, mình nhận nhận diện được qua những cái cơ hội á, nhận diện được qua gọi là nhận diện được sớm hơn so với những nhà đầu tư khác á, thì mình sẽ có được những cái lợi thế. Lợi thế thứ nhất là lợi thế về tay cầm, cái lợi thế thứ hai là cái lợi thế về cái mức độ giá. Còn những cái giai đoạn tiếp theo của thị trường, tiếp theo của cổ phiếu thì nó sẽ dành cho những anh chị nào đánh sóng. Anh chị ha, thì đánh sóng thì mình gọi là nó cái mất đi một cái lợi thế á, là một cái lợi thế về mặt tay cộng và lợi thế về mặt giá, có thể là mình mua cao hơn một tí, nhưng mà mình phải bắt buộc cũng sẽ là những cái yếu tố để mà mình chọn lọc. Tại vì để mà mình gọi là mình đánh sóng á thì mình phải gọi là mình bỏ qua một cái, mình chấp nhận một cái yếu tố á, là mình có thể cái giá mình không, cái giá mình mua á, nó không có rẻ nữa, không còn rẻ hơn so với những nhà đầu tư khác. Nhưng mà cái yếu tố gọi là mình mua, mình lựa chọn, mình nhưng mà bắt buộc mình phải lựa chọn đúng cái mã cổ phiếu, đúng cái dòng cổ phiếu để mà chi, để mà nó có khả năng tăng giá, chứ không phải là những cái nhịp bull trap, những nhịp bull lên điều chỉnh, bull lên điều chỉnh như thế này anh chị ha. Đấy, như thế này này đấy. Còn những cái yếu tố gọi là mà mình mua trúng những cái nhịp bull á thì nó rất là dễ bị áp lực khi mà cái lượng hàng về, có thể là anh chị mình sẽ chịu như không nổi, thì bắt đầu lúc đó là anh chị mình gọi là mình sẽ bị bán ra, gọi là mình sẽ bị rung dữ ra anh chị ha. Còn những cái mã cổ phiếu khỏe em có list với anh chị mình rồi á, thì đặc biệt là mình giai đoạn này á em chỉ tập trung hai cái dòng, dòng chính là cái dòng gọi là cái dòng chứng khoán, và cái dòng thứ hai chính là cái giống nhóm ngành thép. Thì hôm nay có làm gọi là mình có vào thêm những cái mã cổ phiếu, một vài cái mã cổ phiếu của một vài cái mã cổ phiếu riêng lẻ nữa của những cái nhóm ngành banh cũng có, nhóm ngành trụ hay là những cái nhóm ngành gọi là nhóm ngành khu công nghiệp, để mà mình cùng nhau mình tham chiến đối với thị trường của chúng ta khi mà có những cái dấu hiệu mà cái lực gọi là cái dòng tiền vào rất là tốt trong cái phiên ngày hôm nay, cuối phiên, về mặt cuối phiên anh chị ha. Thì trong đầu phiên sáng này em cũng có đi qua mình phân tích về một cái nhận định là cái việc mà chào là phiên hôm qua này được xem như là một cái phiên hấp thụ lượng hàng lớn về khá là tốt. Thì trend thị trường nó duy trì trên cái vùng gọi là vùng 930, là nửa cái thân nến trên, là một cái phiên gọi là của cái phiên nỗ lực hồi phục đầu tiên là khá là ổn rồi. Thì đoạn này này thị trường các mã tạo nên có tiền đề rút chân, nên là mình cũng sẽ chọn lọc những cái mã cổ phiếu giữ nền tích lũy gọi để mà cái nhịp sau nó gọi là sau những cái nhịp chạy đà anh chị ha. Thì cái dòng banh này có BIDV, có CTG, có STB, có OCB, về chứng chứng khoán này có SSI, SHS và FTS, thép thì có nguyên cái nhóm ngành thép ba mã cổ phiếu, khu nghiệp thì hôm nay bổ sung thêm mã cổ phiếu của KBC. Thì nhóm ngành trụ có BOW, có BVH và có FPT. Thì những cái mã này là đều là những cái mã cổ phiếu có tín hiệu tái tích lũy giữ nền tốt, dành cho những anh chị nào đánh sóng khi mà dòng tiền vào xác nhận. Còn hầu như là cái râm khách hàng của em hay là những cái vị thế mình tham gia, mình cũng đã có những cái vị thế rất là tốt trong những cái giai đoạn vừa rồi, đặc biệt là hai cái dòng chứng khoán và cái dòng thép. Thì nhóm anh trụ có tham gia mã cổ phiếu của BOW, thì hôm nay có tham gia mới mã cổ phiếu của KBC và mã cổ phiếu của hôm nay là nhập thêm một mã cổ phiếu của nhóm ngành banh nữa là mã cổ phiếu của LBB. Thì cái lý do vì sao mà em tham gia hai mã cổ phiếu này ngày hôm nay tiếp theo, thì cái phần tiếp theo video em sẽ cập nhật với anh chị mình về những cái điểm để cho anh chị mình gọi là mình lựa chọn tham gia nó một cách gọi là nó tối ưu và một cách nó rất là phù hợp ha. Thì đối với nhóm ngành bất động sản này sẽ có biến thiên theo những cái nhịp chính, gọi là nhịp chính sách định hướng, và nhìn chung là mã cổ phiếu của Novaland và mã cổ phiếu của Phát Đạt. Thì khả năng khi mà hai cái mã cổ phiếu này được cứu á, thì bác cứu ở những nhịp sau này, thì là một nhịp nữa thì cái dòng bất động sản sẽ bước vào những cái nhịp mới. Thì các dòng rơi chưa đủ biên nhịp trước này có đạm bán lẻ thì xu hướng test đáy, không có dòng tiền đối ứng, nó là anh chị mình hạn chế tham gia vì gọi là nó chưa đủ những cái biên rơi. Có thể là nó hồi á, thì thị trường tốt thì nó hồi theo thôi, chứ còn bản chất những cái mã cổ phiếu này không phải là những cái điểm đến để cho anh chị mình có thể mình lựa chọn một cách nó tối ưu anh chị ha. Thì chưa tích lũy nên là nó sẽ khó có những cái khả năng nó dẫn dắt. Thì những cái khả năng dẫn dắt tốt nhất là những cái nhóm ngành thị trường đấy, bằng chứng thép, bất động sản hay là công nghiệp trụ gì đó đấy. Thì sau những cái nhịp chạy đà này thì các cổ phiếu bắt đầu rơi vào một đốt, bắt đầu bước vào một cái nhịp gọi là tái tích lũy nên, thì nên là các vị thế tham gia canh các điểm về những cái biên độ hỗ trợ dưới các mã cổ phiếu khỏe, thì điểm xác nhận dòng tiền chính là những cái thời điểm để cho anh chị mình gia tăng. Thì còn các anh chị mình đánh sóng á, thì có thể chú ý khi mà cái dòng tiền vào xác nhận đánh bứt một cái vùng nền, thì thanh khoản hiện tại là một thị trường nó đang khá là bé, cơ bản á nhà đầu tư hiện tại á là không phải là gọi là người ta thiếu đi một cái niềm tin, nó là nhiều niềm tin là nhiều đấy, nên là anh chị mình có thể thấy được là khi mà một cái
phiên hấp thụ đầu tiên vào ngày 16 tháng 11, là khi chính phủ của chúng ta có những cái động thái là lập tức cái dòng tiền bên ngoài nó vào nó hấp thụ ngay. Có nghĩa là cái phiên này nè, nó là cái giai đoạn hiện tại đó, nó không phải là cái giai đoạn thiếu, gọi là em đánh giá không phải là một cái giai đoạn mà thị trường của chúng ta thiếu đi cái dòng tiền, mà thiếu đi một cái niềm tin để mà quay lại trở lại đối với thị trường. Nên là khi mà anh chị mình có thể thấy được là giai đoạn trước là cái thanh khoản của thị trường cũng rất là bé, ngũ nhìn chung là cũng duy trì ở một cái mức trung bình thấp, thì sau đó bắt đầu chính phủ của chúng ta là người ta có được những cái động thái để mà gọi là có những cái định hướng mới để mà nó hỗ trợ cho những cái vấn đề nóng xoay quanh những cái vấn đề liên quan đến bất động sản, thì lập tức cái dòng tiền nó được kích thích nó vào, nó vô hình chung nó tạo ra một cái phiên gọi là phiên wash out và phiên gọi là phiên nỗ lực hồi phục đầu tiên luôn, hay là hai phiên gọi là phiên stopping volume 3. Thì sau một cái quá trình hấp thụ đầu tiên, cổ phiếu nó giữ được vùng nền, thì em có cập nhật nè, giữ được trên vùng giá 930 là rất là đẹp. Nhìn chung là cổ phiếu nó sẽ rất là khỏe, nó giống với những nhịp trước đây thì mình cũng có đi mình phân tích qua anh chị ha. Thì sau những cái phiên nỗ lực đầu tiên nè, đây là phiên nỗ lực đầu tiên nè, sau những cái giai đoạn đó thì thị trường của chúng ta nó cũng sẽ có những cái yếu tố rung lắc rung dụ những cái lượng hàng trong ngắn hạn, nhưng mà total lại nó vẫn có được những cái dòng tiền để mà nó đỡ, nó tạo ra những cái phiên hấp thụ những cái lượng hàng về như thế này. Đấy chính là những cái tiền đề để cho thị trường của chúng ta bùng nổ bứt phá trong những cái nhịp sau anh chị ha. Giai đoạn này cũng thế này, đây là những cái phiên nỗ lực hồi phục nè, thì sau đó là một cái quá trình giữ nền đấy, hấp thụ này, hàng về hấp thụ này, thì hôm nay bùng nổ bứt tốc đi lên này. Đấy anh chị ha, nó rất là giống với những cái phiên này đấy. Nên là khi mà nó có được những cái sự hấp thụ những cái lượng hàng tới trọng thì cái khả năng thị trường bứt tốc là rất là cao. Thì hôm nay là bắt đầu có được những cái sự bùng nổ, thì em cũng có phân tích với anh chị mình rất là kỹ ở những cái video trước rồi anh chị ha. Đấy nên là cái danh mục mình chọn lọc thì hôm nay hầu như là nó rất là khỏe hơn so với cái thị trường rất là nhiều, so với những cái mã cổ phiếu anh chị mình xem qua những cái mã cổ phiếu mà hôm trước có phân tích với anh chị mình về hai cái đặc tính. Là cái đặc tính đầu tiên là cổ phiếu mà gọi là cổ phiếu yếu là cổ phiếu nó test đáy, thì hôm nay hồi phục rất là nhập nhằng. Đấy khi mà giảm á, là cổ phiếu nó giảm mạnh nhất, nhưng mà khi hồi phục là cổ phiếu nó sẽ hồi phục yếu nhất. Nó là những cái nhóm ngành mà nó vừa mới tạo một cái biên rơi mà nó bắt đầu nó có gọi là nó xu hướng nó test đáy á, test đáy cũ á, thì nó cũng sẽ không là nó không phải là những cái điểm đến để cho anh chị mình có thể mình tham gia, tại vì những cái mà cổ phiếu những cái nhóm ngành đó không phải là những cái nhóm ngành mà nó có khả năng dẫn dắt anh chị ha. Rồi những cái dòng mà anh chị mình hướng đến á, thì em cũng có chọn lọc của anh chị mình đấy, thì những cái mã cổ phiếu này nè, đấy banh chứng thép bất động sản công nghiệp hay là những cái nhóm ngành trụ, thì hôm nay bổ sung thêm mã cổ phiếu banh, có mã cổ phiếu của LBB. Thì nhìn chung là nó sẽ phụ thuộc vào cái tốc độ nhận diện đối với cái gọi là để mà anh chị mình gọi là có được một cái vị thế tốt anh chị ha. Đấy thì nhìn chung là với một cái giờ đâu cũng thấy á, là cái vị mô bất ổn là bất ổn đối với bất động sản, nhưng mà thực chất ra á, thì nó bất ổn thì nó mới có những cái vùng giá này để cho anh chị mình gọi là mình chọn lọc mình tham gia anh chị ha. Đấy nên là nhìn chung là giai đoạn này cứ đúng điểm thì mình tham gia thôi, nó đúng một cái gọi là cái phương pháp của mình. Thì cái phương pháp của em là cái phương pháp đầu tư theo dòng tiền đấy, đầu tư theo những cái yếu tố gọi là tích lũy, yếu tố gọi là yếu tố chạy đà để mà mình đánh theo những cái nhịp sóng. Thì có những cái cơ hội thì mình nhận diện trước, thì mình có tham gia trước, thì cũng có cập nhật với anh chị mình á, là những cái mã cổ phiếu giống như là nhóm ngành chứng khoán này, mình có tham gia mã cổ phiếu của SSI từ vùng giá 15.9 đấy. Thì nhìn chung là quanh cái vùng này mình đã có những cái bước chạy đà để mà mình tham gia rồi. Thì cái quan trọng nhất là anh chị mình gọi là nó không quan trọng là cái việc mà mình gọi là cái quan trọng nhất là cái chính là cái yếu tố để mà mình gọi là mình nhận diện. Thì nhìn chung là mình chọn lọc sớm, mình nhận diện sớm, thì nhìn chung là cái room của mình hay là khách hàng của mình thì cũng sẽ có được những cái lợi thế hơn so với những cái phần còn lại. Hay là nhóm ngành thép này, mình có mà tham gia mã cổ phiếu của những cái nhóm ngành thép từ ngày 23 tháng 11 thì chính thức là hôm nay hàng về, thì đa phần là cổ phiếu hôm nay nó trần, nhìn chung là khá là ổn anh chị ha. Thì nhóm ngành thép này là vào lấy vị thế giá đỏ này, hàng hấp thụ hôm nay này đấy là một phần vị thế này. Còn HBG thì quanh nhiều giá 14, thì nhìn chung là nhóm thép thì mình lấy ở những cái vùng giá đỏ lúc mà những anh chị mà ho mang nhất á, thì mình tham gia anh chị ha. Đấy nên là nhìn chung là hai cái mã cổ phiếu đó. Thì hôm nay có tham gia thêm mã cổ phiếu của LBB đấy, thì LBB hôm nay cũng bắt đầu bứt những cái vùng nền này, nó tạo ra những cái mô hình gọi là VCB này, dòng tiền test cung. Đây là những cái phiên tiền đề, hôm nay là dòng tiền vào thì bắt buộc mình phải tham gia thôi. Đây là những cái yếu tố gọi là đây là chính là những cái điểm mua của cổ phiếu. Hay là một cái mã cổ phiếu của là hôm nay có tham gia tiếp là mã cổ phiếu của KBC, là quanh khi mà nó test những cái ngưỡng này, quanh những cái vùng nền gọi là vùng nền giá 17. Thì tại vì sao em tham gia, thì cái yếu tố đối với mã cổ phiếu của KBC á, thì nó thứ nhất là nó đã có những cái bước chạy đà rất là tốt. Cái thứ hai á, sau những cái bước chạy đà này nè, nó đã có những cái dòng tiền vào để mà nó hấp thụ cho một cái quá trình đi lên, sau đó nó tái tích lũy nền trở lại. Thì các cổ phiếu này á, là các cổ phiếu mà nó xu hướng gọi là nó khỏe hơn so với thị trường chung. Đấy nên là nhìn chung là nó đang là đây là chính là một cái phiên gọi là phiên tạo tiền đề cho cổ phiếu để mà nó có một cái dòng tiền tiếp theo đi lên. Nên là khi mà nó bứt thoát hẳn vùng giá 18 á, thì lúc đó là cái dòng tiền vào xác nhận để mà nó hình thành
thành nên một cái quá trình chạy sóng của cổ phiếu anh chị ha. Nên là cái đây là cái vấn đề gọi là mình nhận diện trước để mà mình tham gia. Còn anh chị nào không nhận diện, gọi là mình có một cái yếu tố gọi là mình nhận diện, gọi là mình gọi là cái độ nhận diện của mình nó hơi trẻ, nó trẻ thì mình phải chờ đợi những cái điểm xác nhận. Thì khi mà một cái yếu tố chờ đợi một cái điểm xác nhận á thì mình phải gọi là mình không có lợi thế bằng so với những anh chị nào nhận diện trước. Thì nhận diện trước mình lợi về cái T cộng là cái T là cái đầu tiên, cái lợi thế thứ hai chính là lợi thế về giá. Thì hôm nay mua quanh quanh cái ngưỡng vùng giá, khi mà test gap quanh quanh cái ngưỡng giá 17 thì đối với LBB thì khi mà cổ phiếu nó có những cái tín hiệu nó bứt thấp đấy anh chị ha, nên là khi nào nó có những tín hiệu xác nhận bứt thấp vùng giá 18 này, dòng tiền vào xác nhận thì lúc đó mình sẽ có những cái vị thế để mình gia tăng. Thì đấy chính là những cái lợi thế khi mà anh chị mình chọn lọc được những cái quá trình gọi là những cái yếu tố để mà mình gọi là nhận diện sớm về những cái cơ hội. Thì đối với cái xu hướng của thị trường, quay trở lại thị trường của chúng ta, thì cái xu hướng tiếp theo của thị trường thì với những cái tiền đề, đây là những cái phiên tiền đề để mà nó tạo ra những cái sự hấp thụ. Thì những cái bước gọi là đây chính là những cái phiên bứt thoát, thì có rất là nhiều những cái mà cổ phiếu nó tạo ra những cái điểm bứt thoát, giống như là nhóm ngành banh nó tiếp tục nó bứt thoát, các mã cổ phiếu nó tiếp tục nó bứt thoát thì cũng sẽ quanh những cái mã cổ phiếu giống như là BIDV, CTG thôi anh chị ha. Thì hôm nay là tiếp tục bứt thoát và nó thu hút những cái dòng tiền, hay là những cái nhóm ngành chứng khoán, hay là những cái nhóm ngành thép nó cũng có những cái động thái để mà nó bước vào một cái gọi là cái nhịp đánh mới. Tuy nhiên là cái yếu tố gọi là tích lũy nền nhìn chung là nó không có dài, nó không có dài so với cái việc mà cái yếu tố gọi là dẫn sóng á. Thì cái việc mà tích lũy nền không dài á thì nhìn chung là cái dư địa của mình cứ từ từ thôi, những cái nhịp ngắn thôi, chưa thể kỳ vọng những cái yếu tố xa được anh chị ha. Nhưng mà trước mắt thì nó sẽ có được những cái điểm sóng ngắn, những cái điểm để cho anh chị mình có thể mình tham gia anh chị ha. Thì những anh chị nào mà mình bị gọi là bị rung dữ quá trong những cái nhịp vừa rồi, mình đang gọi là mình đang nghi ngờ đối với thị trường, thì nhìn chung là nó cũng sẽ có những cái cơ hội, thì anh chị mình cũng đừng có quá là lo lắng. Thì cái phần tiếp theo video thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị mình về một vài cái điểm mua để cho anh chị mình có thể mình chú ý trong những cái gọi là cái xu hướng của tuần tới, để cho anh chị mình có thể mình đưa chọn một cái thời điểm tham gia nó tốt nhất trở lại. Còn những anh chị nào đã gọi là có đồng hành với em thì em tin chắc là đa phần là những anh chị gọi là mình đã tham gia được những cái vị thế rất là tốt, và thuộc những cái dòng giống như là cái dòng mà nó thuộc có khả năng dẫn dắt thị trường, giống như là chứng khoán, giống như là thép, hay là một vài cái mã cổ phiếu của banh nhóm ngành trụ thì nó sẽ rất là ok anh chị ha. Nên là cái thiên hướng tiếp theo của thị trường thì có thể trong cái tuần sau, thì với một cái đà gọi là cái đà hồi phục rất là tốt này, thì dẫn dắt bởi những cái dòng tiền được vào đối với những cái mã cổ phiếu của những cái nhóm ngành thị trường, thì khả năng trước mắt cổ phiếu thì nhìn chung những nhịp ngắn thì có thể nó sẽ quay trở lại vùng giá vùng 1000 đến vùng 1020 trước mắt đối với thị trường của chúng ta. Nên là những cái giai đoạn này là những cái giai đoạn em vẫn đánh giá là những cái cơ hội, vẫn còn những cái cơ hội để cho anh chị mình có thể mình chọn lọc ha. Đấy, nên là những cái anh chị nào tham gia trước thì mình có lợi thế trước, còn những cái giai đoạn mà anh chị mình gọi là tham gia sau á thì nó cũng sẽ có những cái sóng để cho anh chị mình có thể mình đánh đối với những cái xu hướng tiếp theo về mặt thị trường ha. Nên là những cái giai đoạn này là những cái giai đoạn cơ hội rồi. Đấy, còn những anh chị nào đã tham gia trước, nhận diện trước thì đây chính là những cái thành quả rồi. Có những cái mã cổ phiếu hôm nay có những cái khoản lãi rất là tốt, 7%, 10%, thậm chí là những anh chị nào tham gia gọi là ở những cái vùng giá tốt hơn em chẳng hạn, thì hôm nay cũng có được những cái vị thế lãi 10+% rồi ha. Đấy là những cái tín hiệu để cho anh chị mình gọi là cái thành quả để mà cổ phiếu nó có một cái gọi là cái thành quả khi mà anh chị mình có những cái tốc độ nhận diện đối với thị trường nó tốt nhất ha. Đấy, nên là khi nếu mà anh chị mình chưa có được một cái hệ thống để mà anh chị mình có thể mình tham khảo đầu tư, thì anh chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 886 để mà cùng đồng hành cùng em trong room khách hàng, mình nhận những cái khuyến nghị nó cụ thể nhất, nó sâu sắc nhất trong phiên ha. Rồi tiếp theo mình sẽ đi qua mình phân tích về một vài cái mã cổ phiếu. Trọng điểm thì em cũng xoay quanh về những cái gọi là xoay quanh những cái mã cổ phiếu mà em có chọn lọc thôi. Còn những cái mã cổ phiếu khác thì nhìn chung là những cái mã cổ phiếu mà nó tương đối yếu, giống như là nhóm ngành đạm, nhóm ngành bán lẻ là những cái nhóm ngành yếu à. Nhìn chung là nó vẫn có khả năng để mà nó đồng thuận theo cái thị trường, nhưng mà cái bản chất những cái mã cổ phiếu đó không có khả năng dẫn dắt thì mình cũng sẽ hạn chế, gọi là mình không có ưu tiên anh chị ha. Thì mình chỉ ưu tiên vào những cái mã cổ phiếu khỏe thôi, cổ phiếu nào có dòng tiền mình tham gia thì nó sẽ rất là thích hợp. Giống như là con SSI đi, thậm chí là anh chị mình tham gia con SSI đi, anh chị mình có mua FOMO thì hôm nay cũng đã có lãi rồi. Đấy, đây chính là một cái xu hướng mạnh của cổ phiếu. Một cổ phiếu khỏe là nó sẽ thể hiện cho một cái đặc tính đó, thì mặc dù anh chị mình mua sai điểm nhưng mà cái total anh chị mình vẫn có lãi. Là cổ phiếu đây chính là những cái xu hướng cổ phiếu để mà nó gọi là nó sửa sai cho anh chị mình về những cái điểm mua anh chị ha. Đấy, còn những cái mà cổ phiếu khác giống như là DGW này, anh chị mình cùng cái thời điểm đó anh chị mình mua này, anh chị mình mua sai thì nó không cho anh chị mình sửa sai, tại vì cái bản chất cái xu hướng cổ phiếu là một cái xu hướng xuống đấy anh chị ha. Nên là cái tốc độ nhận diện nó sẽ rất là quan trọng đối với cái kết quả đầu tư của anh chị mình ha. Thì cái đó mức độ đầu tiên thì mình sẽ gọi là nhìn chung là đây là những cái thị trường mà nó đang trong một cái xu hướng rồi, nó đang có xu hướng rồi ha. Xu hướng nhìn chung là trước mắt thì xu hướng ngắn hạn
còn xu hướng dài hạn hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào những cái tín hiệu đồng thuận tiếp theo của thị trường hay không. Nhưng mà trước mắt thì đây là chính là những cái cơ hội và cũng là những cái thành quả để mà anh chị mình gọi là mình nhận diện sớm cái cơ hội, mình tham gia những cái vị thế nó tốt ha. Đấy, rồi tiếp theo mình sẽ đi qua mình phân tích về từng cái mã cổ phiếu. Thì đầu tiên là những cái mã cổ phiếu của những cái nhóm ngành bất động sản. Thì nhóm ngành bất động sản ngày hôm nay á, thì khi mà em quan sát thị trường á, thì em quan sát mã cổ phiếu của nhóm ngành của em có tham quan sát mã cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản. Tại vì sao? Tại vì nó trần rất là sớm, giống như con sale này, nó trần rất là sớm, anh chị mình để ý nè, nó trần từ cái những cái phiên sáng rồi. Em nhớ là cứ nó sao? Phiên sáng cái là nó trần luôn. Đấy, có nghĩa là xong ETO cái là nó trần luôn. Đấy, cứ 9 giờ này, 9 giờ bắt đầu 9:01 là bắt đầu nó trần. Có nghĩa là nó không cho anh chị mình mua, nó không cho nhà đầu tư mình mua. Đấy, nhà đầu tư nè, FOMO vào cái phiên này nè, hàng về nè bắt đầu cắt lỗ xong nó hấp thụ lên. Hôm nay chờ cái giá thấp mua hầu như là nó không có. Đấy, nên là cái những cái mã cổ phiếu mà nó không cho mua thì nó mới có những cái khả năng nó tăng tiếp tục. Anh chị ha, nó giống với những cái mã cổ phiếu của những cái nhóm ngành thép giai đoạn này nè. Đấy, có nghĩa là nó mở cửa ra luôn, là cái dòng tiền nó chấp nhận nó vào nó đánh luôn, nó không cho anh chị mình mua. Có nghĩa là một cái cổ phiếu mà nó bịt cầu từ sáng, từ những cái phiên sáng là sau đó là mới có những cái giai đoạn gọi là nó sẽ tiếp diễn những cái đà tăng anh chị ha. Nên là cái phiên sáng này em nhìn chung là cái yếu tố mà phiên sáng này em quan sát về một cái trend mà thị trường nó tốt á, là em quan sát những cái mã cổ phiếu có giống như là con sale này, là nó không cho anh chị mình mua thì bắt đầu sau đó nó mới có những cái trạng thái gọi là nó luân chuyển qua từng cái dòng. Đấy, luôn có những cái mã cổ phiếu nó mờ gáp ra nhưng mà cái bản chất nó rung lắc. Nhưng mà đối với những cái mã cổ phiếu giống như là sale này, nó không bị áp lực bán thì đấy là những cái tín hiệu của thị trường. Đây là một cái key nữa của thị trường của chúng ta trong cái phiên ngày hôm nay đối với anh, cái việc mà anh chị mình quan sát thị trường ha. Đấy, nên là cái việc mà những cái mã cổ phiếu này á, thì anh chị nào có hàng cứ tiếp tục mình cầm nắm thôi. Đấy, tiếp tục mình cầm nắm, tại vì cái xu hướng hiện tại là cái xu hướng nó không cho mua thì chí nó cũng sẽ có một cái đà, gọi là cái đà tăng tiếp diễn. Nên là anh chị mình có hàng mình cứ tiếp tục mình cầm nắm anh chị ha. Nên là nhóm ngành bất động sản này, đít này, sale này, đít cũng thế này. Đít thì hôm nay nhìn chung là những cái vùng giá này thì anh chị mình có thể mình lưu ý được. Nếu mà anh chị mình đang kẹp á thì mình có thể mình quanh quanh cái ngưỡng giá này. Anh chị mình có thể mình chú ý cho những cái điểm để cho anh chị mình căng cái vùng giá lại. Đấy, nếu mà cái trường hợp nó tốt thì nó sẽ quay trở lại vùng này, nó test lại này. Đấy, quanh cái ngưỡng giá 16 chấm mít đến giá 17 anh chị ha. Tại vì cái dòng tiền nó vào này, dòng tiền nó vào này, những cái phiên không cho mua này, anh chị mình để ý này, những cái phiên mà nó dư trần á, mà đối với khi mà một vài cái những cái mà cổ phiếu khác mà nó có những cái tín hiệu á thì nó sẽ có những cái đà, gọi là cái đà tiếp tăng tiếp diễn. Nó là anh chị nào có hàng anh chị mình cứ tiếp tục mình cầm nắm anh chị ha. Thì quanh quanh cái ngưỡng này thì nhìn chung là cái độ để mà nó dẫn dắt thì em đánh không đánh giá cao bằng so với cái nhóm ngành chứng khoán hay là nhóm ngành thép, nhưng mà đối với những cái mà cổ phiếu của bất động sản á thì nó sẽ có những cái tốc độ nó biến thiên theo những cái vĩ mô chính sách, nó biến thiên theo những cái yếu tố gọi là cái tín hiệu giải cứu tiếp theo của mã cổ phiếu của Novaland và mã cổ phiếu của Phát Đạt. Tại vì cái nhịp đầu giải cứu á thì nó sẽ mang theo một cái tâm lý gọi là trạng thái FOMO, nhưng mà bắt đầu những cái lượng hàng FOMO về nó không có lãi á, giống như là con Novaland đi, những cái lượng hàng FOMO về này không có lãi. Nhưng mà bắt đầu những cái nhịp giải cứu sau á thì em đánh giá là bắt đầu những cái lúc đó là những cái nhà đầu tư bắt đầu những cái giai đoạn này nè, người ta thấy gọi là bắt những cái nhịp giải cứu không có lãi, nhưng mà cái thực chất ra nếu mà nó giải cứu thêm một nhịp nữa thì đấy là những cái đoạn mà nó sẽ tạo ra những cái tâm lý tích cực hơn cho nhóm ngành bất động sản của chúng ta anh chị ha. Đấy, nó là những cái nhóm ngành bất động sản thì em vẫn kỳ vọng cho những cái biên độ gọi là đà tăng tiếp diễn khi mà cái yếu tố gọi là nó trần, nhưng mà trần không có volume. Nó khác với hoàn toàn nó trần nó có volume anh chị ha. Nó trần mà có volume á thì nó sẽ chứng tỏ cho một cái vấn đề là cổ phiếu nó có những cái sự đeo bám, và lúc đó thì nó rất là dễ nó gặp những cái áp lực gọi là áp lực rung dữ. À nè, anh chị mình để ý này, những cái mã cổ phiếu giống như là con Hà Đô này, phiên trước nó trần, bắt đầu thấy con Novaland nó được giải cứu thì bắt đầu FOMO vô con Hà Đô. Nhưng mà cái bản chất FOMO theo nó, hàng về nó không cho ăn, hàng về nó rung dữ nè. Chỉ có số ít những nhà đầu tư nào mình cầm nắm lại được trong cái phiên này thì hôm nay nó bắt đầu có lãi thôi anh chị ha. Chứ còn bản chất những cái lượng hàng FOMO thì nó không cho ăn. Còn cái việc mà nó cứ trần mà trần không volume á thì nó sẽ cái xu hướng của cổ phiếu nó sẽ còn tiếp diễn. Nên là anh chị mình cứ yên tâm mình cầm nắm thêm đối với những cái nhóm ngành, nếu mà anh chị mình đang còn kẹp hàng đối với những cái nhóm ngành bất động sản ha. Còn đất xanh cũng thế này. Đấy, trần mà trần không volume thì trần không volume này thì nó mới có khả năng nó tiếp diễn một cái xu hướng mới. Có nghĩa là nó bịt cầu, nó không cho anh chị mình mua, nhưng mà đến một lúc nào đó là nó cho anh chị mình mua, nhà đầu tư mình hết nghi ngờ thì cái việc mà bắt đầu nhà đầu tư mình hết nghi ngờ, bắt đầu người ta mới mua vào thì lúc đó mới là những cái yếu tố rủi ro. Còn cái việc mà nó trần nó bịt cầu từ sáng á thì có nghĩa là nó không cho anh chị, gọi là nhà đầu tư mình nghi ngờ. Nhưng mà càng càng trong một cái quá trình nghi ngờ á thì cổ phiếu nó lại càng tăng.
Nhưng mà đến một lúc nào đó cái sự tự tin của nhà đầu tư mình bắt đầu người ta diễn ra rồi thì cổ phiếu nó sẽ có những cái yếu tố gọi là yếu tố cái hàng đeo bám, nên là những cái mã cổ phiếu này cứ tăng tiếp diễn thôi, anh chị nào có hàng mình cứ yên tâm mình tiếp tục mình cầm nắm cho những cái quan sát cho những cái phiên tiếp theo ha. Thì bắt đầu cái sự phủ định lại những cái yếu tố giảm điểm này ngày hôm nay làm đánh giá nó rất là tốt đối với cổ phiếu của những cái nhóm ngành bất động sản ha. Thì còn hai cái kỳ của Novaland với lại Phát Đạt á là hai cái kỳ anh chị mình không nên gọi là không, nhìn chung là cổ phiếu nó sàn nó cứ sàn 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 liên tục thì anh chị mình cũng không nên tham gia, không nên bắt đáy. Còn đối với những anh chị nào cầm nắm á, thì em đánh giá là những cái mã cổ phiếu như thế này anh chị mình không nên bán sàn. Tại vì sao? Tại vì một khi nó sàn á thì anh chị mình sẽ bán giá thấp nhất trong ngày, nhưng mà đối với những cái mã cổ phiếu mà một khi nó cho anh chị mình bán rồi á thì nó sẽ có những cái nhịp nó kéo lên 5-7% như thế này này đấy, thì lúc đó anh chị mình bán ra có phải là anh chị mình sẽ bán được một cái mức giá tốt nhất trong ngày không? Có nghĩa là như thế này, có nghĩa là anh chị mình đặt sàn cái này này, anh muốn chị mình muốn muốn bán sàn á, mình bán sàn cái này này, mình bán không được, nhưng mà mình muốn bán giống như là mình đơn cử giống như là một cái phim này đây, anh chị mình muốn bán ra một cái vùng giá sàn, nhưng mà cái thực chất ra nếu mà anh chị mình khớp được cái vùng giá sàn á thì cái giá đó là một cái giá thấp nhất của trong ngày. Nên là nếu mà anh chị mình đã lỡ kẹp rồi đối với mã cổ phiếu của Novaland thì anh chị mình tuyệt đối không nên bán sàn ra, mà mình phải chờ đợi những cái tín hiệu dài cứu để mà nó chít là nó lấy lại được những cái biên độ tăng cho anh chị mình ở khoảng 70% gì đó ở những cái tín hiệu trong phiên anh chị ha. Nó giống với những nhịp này nè, anh chị mình kê bán sàn ra thì trong phiên nó kéo lên gọi là kéo lên mười mấy phần trăm, lúc nào mà nó xanh lại 5% á có nghĩa là anh chị mình đã mất 12% rồi đấy. Nên là những cái tín hiệu đó là những cái tín hiệu mà tuyệt đối không nên bán sàn đối với một cái mã cổ phiếu đó, giống như là Novaland hay là giống như là Phát Đạt. Mà một khi mà anh chị mình đã bán được sàn rồi á thì lúc đó là những cái phiên giải cứu của cổ phiếu, thì anh chị mình sẽ bán đúng một cái mức giá gọi là mức giá thấp nhất trong ngày của cổ phiếu ha. Đó là xu hướng cho anh chị mình đang kẹp hàng thôi, chứ còn bản chất những cái mã cổ phiếu này tuyệt đối không nên bắt đáy ha. Rồi tiếp theo qua những cái mà cổ phiếu khác giống như là con HDC đây của nhóm ngành bất động sản đi, có nghĩa là những phiên FOMO này hàng về nó ép ép bán hết đấy, nó ép hết sau đó nó có những cái tín hiệu nó gia tăng gọi là nó tăng giá trở lại, tăng gần trần như thế này với một cái khối lượng không volume thì cái đà xu hướng nó sẽ tiếp diễn, nên là anh chị nào có hàng mới cứ yên tâm mình tiếp tục mình cầm nắm thêm ha. Thì cái xu hướng tốt của cổ phiếu nó có thể nó sẽ quay trở lại vùng giá quanh vùng giá 37.5 là chính là những cái vùng nền trên này, đấy là những cái điểm kháng cự trước mắt đối với cổ phiếu HDC ha. Hay là con Hà Đô này, Hà Đô cũng thế này, nó dụ những cái lượng hàng ngắn hạn hôm nay nó tiếp tục nó bật tăng, thì những cái mã cổ phiếu này nếu mà nó có những cái tín hiệu nó vào xu hướng á, thì nó phải cần có những cái việc nó bứt thoát hẳn khỏi vùng giá 30 anh chị ha. Đấy là một cái xu hướng tiếp theo đối với cổ phiếu của Hà Đô, thì trước mắt thì cái vùng target ngắn hạn thì mình cứ chờ những cái điểm kháng cự như thế này rồi ở quanh cái vùng giá 30 đối với mã cổ phiếu của Hà Đô ha. Rồi tiếp theo qua một cái dòng khác chính là cái dòng mà em rất để ý tới, chính là nhóm ngành thép. Thì nhóm ngành thép hôm trước á là cái phiên này là mà anh chị là mình mua nè, cái phiên này là phiên mua nè, cái phiên này rất là nhiều nhà tư bán ra đấy, rung dụ ra bán ra, thì nhưng mà cái phiên này là cái phiên thực chất em mua đấy. Tại vì sao? Tại vì cổ phiếu nó đã có một cái bước chạy đà cực kỳ tốt rồi, giống như là con thậm chí là con Hòa Phát mà hôm nay nó gần trần là chứng tỏ cho một cái dòng gọi là cái yếu tố gọi là nó có một cái động lực tăng giá cực kỳ lớn anh chị ha. Đấy, con Hòa Phát mà anh chị mình để nè, nó chỉ trong vòng 3 phiên thôi mà nó tăng gọi là tăng 30%. Nó hầu như là những cái giai đoạn trước nó cực kỳ nhọc nhằn, mà 30% đó anh chị mình kể cả trong một cái giai đoạn uptrend đi, mà anh chị mình biết là nó phải tăng bao nhiêu phiên không? Đấy, tăng phải 97 ngày, có nghĩa là 68 phiên nó tăng mới tăng được 30% trong một cái giai đoạn uptrend. Còn giai đoạn bây giờ nó chỉ cần tăng 3 phiên thôi. Đấy, nên là cái việc mà các vĩ mô chính sách bất ổn thì nó mới có được những cái vùng giá này. Đấy, nên là đây mới là những cái cơ hội đối với cổ phiếu, đối với cái việc mà mình chọn lọc để mà mình đầu tư. Giống như là cái phiên ngày hôm trước này, em có gọi là mình có tham gia. Đấy, cái từ những cái phiên đỏ như thế này này, mình tham gia nhóm ngành thép. Tại vì sao? Tại vì cổ phiếu này nó về lại những cái vùng, đây chính là những cái vùng dòng tiền nó moi vào. Anh chị mình để nè, em phân tích với anh chị mình rất là kỹ về cái phiên này, chính là cái phiên mà gọi là nó bịt cầu, nó không cho mua. Có nghĩa là nó không cho anh chị mình mua, nhưng mà đến một lúc nào đó nó gọi là nó tăng, gọi là nó cho anh chị mình mua rồi á, thì cổ phiếu nó sẽ có những cái sự đeo bám mà nó rung dữ trong ngắn hạn. Nó là cái dòng tiền mà nó vào cái phiên này để mà đẩy giá lên một cách rất là quyết liệt, nên là khi mà nó về lại những cái điểm dòng tiền mồi vào thì nó phải bắt buộc nó phải đỡ giá. Đấy, nên là khi mà nó đi về lại những cái điểm hỗ trợ như thế này này thì lúc đó em mới tham gia. Đấy, chứ còn bản chất là trong một cái quá trình gọi là giống như là một cái quá trình mà đây là một cái quá trình chạy đà của cổ phiếu, thì sau một cái quá trình chạy đà thì cổ phiếu nó sẽ vào một cái pha gọi là pha tái tích lũy nền trở lại. Đấy, nó giống với những nhịp này nè, thì con Hòa Phát thì nhịp trước nó không có, nhưng mà những cái mã cổ phiếu khác á, đơn cử giống như là mã cổ phiếu của FTS đi, đấy nè, đây là một cái quá trình gọi là quá trình nè, quá trình đây là quá trình chạy đà rất là mạnh của cổ phiếu,
Nhưng mà đến một lúc nào đó nó cho anh chị mình tham gia rồi này thì cổ phiếu nó sẽ bắt đầu nó rất là nhập nhằng để mà nó bước vào một cái pha gọi là pha tái tích lũy trở lại, tái tích lũy nền trở lại để cho một cái dư địa vào một cái nhịp sóng sau anh chị ha. Đấy, nó là những cái mã cổ phiếu mà nó có được những cái bước chạy ra tốt, thì đây chính là những cái khoản bảo hiểm của cổ phiếu, chứng tỏ cho một cái dòng tiền nó vào cực kỳ quyết liệt trong một cái bước chạy đà. Nó là khi mà nó test về lại những cái vùng nền biên dưới thì mình phải bắt buộc mình phải nắm bắt ngay, có thể là nó sẽ gọi là nó quay trở lại những cái vùng nền biên trên, nhưng mà cái thực chất ra thì những cái vùng nền gọi là trong một cái giai đoạn mà thị trường của chúng ta gọi là các cổ phiếu mà nó đang trong một cái nhịp gọi là cái nhịp tái tích lũy nền á, thì anh chị mình mua ở gọi là nhìn chung là mua ở những cái vùng giá, mình phải lựa chọn những cái vùng giá nó tốt nhất, nó tối ưu nhất, chứ không phải là những cái vùng thuộc dạng nền biên trên anh chị ha. Nó là một khi cái cơ hội nó xuất hiện, khi mà nó test về những cái vùng nền biên dưới như thế này này, đấy là những cái điểm để cho anh chị mình chọn lọc những cái thời điểm để cho anh chị mình gọi là mình mua trước á, thì sau những cái quá trình gọi là tạo nền á, thì đây là chính là những cái phiên bứt thoát vào sóng, đây là những cái phiên gọi là cái phiên đánh sóng của cổ phiếu, đánh gia tăng hoặc là những cái nhà đầu tư tham gia đánh sóng thì mình sẽ đánh những cái phiên này ha. Thì nó tương tự như mà cổ phiếu của Hòa Phát thôi, khi mà nó test về lại những cái điểm hỗ trợ biên dưới cái dòng tiền nó mồi vào, đấy là cái phiên này là cái phiên cơ sở để cho phân tích về một cái yếu tố dòng tiền vào cực kỳ quyết liệt. Nó giống hiện tại nó giống với con sale nè, con sale này, cái phiên này nè, dòng tiền đẩy vào cực kỳ quyết liệt đấy, thì chip nó cũng sẽ có một cái quán tính nó tăng tiếp tục ha, tăng tiếp tục đối với cổ phiếu. Thì trước mắt thì cái vùng giá cỡ vùng giá 16 18 chính là những cái điểm target của cổ phiếu đối với mã cổ phiếu của sale đấy, để mà mình cùng nhau mình phân tích, tại vì cái đặc tính của cổ phiếu nó đều như nhau cả đấy, chủ yếu là anh chị mình gọi là mình chọn lọc được, mình nhận diện được gọi là những nhà đầu tư mình nhận diện sớm á, thì cái vị gọi là mình sẽ có được những cái lợi thế, còn những nhà đầu tư gọi là mình nhận diện sau á thì mình sẽ chậm hơn một chút anh chị ha, chậm hơn một chút chứ không phải là không thiếu cơ hội ha. Đấy, nên là những cái khi mà nó test về những cái điểm hỗ trợ này nè, lập tức nó có được những dòng tiền đỏ, thì chứ anh chị mình mua tham gia quanh quanh cái vùng giá 14 này đi. Đấy, em cũng có tham gia quanh quanh cái ngưỡng giá 14 này. Đấy, thì nhìn chung là hôm nay là lãi được 10%, đối với một cái cổ phiếu Hòa Phát mà mình lãi 10% là bao nhiêu anh chị? Là cực kỳ nhiều. Đấy, cực kỳ nhiều, nó là chưa biết là nó có bứt tốc được hay không, nhưng mà đối với những cái mã cổ phiếu mà nó có được những cái bước chạy đà tốt như thế này, đấy chính là những cái cơ hội để cho anh chị mình lựa chọn tìm kiếm những cái điểm anh tham gia anh chị ha. Đấy, nên là đối với những cái mã cổ phiếu này, nếu mà nó có những cái trạng thái rung lắc thì đó cũng sẽ là những cái cơ hội để cho anh chị mình có thể mình gọi là mình tham gia, mình nắm bắt vào khi nào nó bứt thoát khỏi vùng giá 16, lúc đó là những cái điểm gọi là dòng tiền bứt thoát vào, thì lúc đó là những cái điểm xác nhận của cổ phiếu ha. Nên là đối với những cái mã cổ phiếu nhóm ngành thép này, nó đang cực kỳ khỏe, giống như là mã cổ phiếu của Hoa Sen đi. Đấy, khi mà nó test nè, đây nè, nó test về ngay cái điểm gọi là cái điểm mồi dòng tiền vào cực kỳ quyết liệt, nên là khi mà hỗ trợ thì những cái vùng giá đỏ này em có khuyến nghị tham gia liền đối với nhóm ngành thép ha. Nên là nhóm ngành thép mua vùng giá đỏ này, hôm nay ăn được một cái cây trần, hôm qua ăn một cái cây trần, hôm nay ăn một cái cây trần nữa. Nhìn chung là đối với Hòa Phát mà mình lãi được 10% là chị mình biết những cái Hoa Sen Nam Kim thì lãi biết bao nhiêu phần trăm rồi, 15% rồi ha. Nên là những cái mã cổ phiếu này thì xu hướng em đánh giá là khả năng nó sẽ test về lại những cái vùng nền trên, trước mắt là quanh cái ngưỡng giá 11 chấm ít đến giá 12, đây là những cái target của cổ phiếu. Nên là khi mà nó có những cái dấu hiệu tích lũy nền trở lại như thế này nè, thì mình phải lựa chọn những cái thời điểm tốt nhất, chính là những cái thời điểm nó gọi là ở những cái vùng nền biên dưới đấy, quanh quanh cái ngưỡng giá chính là em đánh giá là khá là đẹp rồi ha. Hay là đối với mã cổ phiếu của Nam Kim thế này, đấy tạo ra một cái nền rất là tốt, đấy test về nền biên dưới lập tức phải tham gia. Đấy, khi nào dòng tiền vào xác nhận thì nhìn chung là cổ phiếu nó sẽ có xu hướng, còn là nó về lại cái điểm này thì chính là những cái điểm gọi là cái quanh cái ngưỡng giá 13 chấm ít đến giá 14 chính là cái target tiếp tiếp tới đối với cổ phiếu, nên là cái bước chạy đà là bước cực kỳ quan trọng. Nên là anh chị mình có thể thấy á, là cái bước này nè là một cái bước để mà mình nhận diện ra tốt nhất cái nhóm cổ phiếu nào là những cái nhóm ngành khỏe cho những cái giai đoạn sau. Đấy, cái bước chạy đà càng mạnh càng nhanh càng khỏe thì những cái nhịp sau á nó gọi là nó đánh một cách nó cực kỳ quyết liệt, và những cái mà cổ phiếu đó mới là những cái cổ phiếu nó có một cái tiềm năng tăng giá. Nó là nhìn chung là giai đoạn này nó chưa bứt thoát trên đấy, nên là nó vẫn còn cơ hội khi mà cổ phiếu nó có những cái xu hướng nó điều chỉnh tích lũy ha. Đấy, còn những cái điểm xác nhận của cổ phiếu thì nó vượt hẳn giá 10, dòng tiền vào xác nhận những cái nhịp đánh sau, đấy chính là những cái thời điểm gọi là thời điểm đánh sóng và cái thời điểm gia tăng của mình ha, anh chị mình nên lưu ý. Rồi, tiếp theo qua một cái dòng khác chính là cái dòng chứng khoán. Cái dòng chứng khoán thì em chú ý tập trung ba mã cổ phiếu. Mã cổ phiếu đầu tiên là mã cổ phiếu của SSI. Thì SSI nhìn chung là mình tham gia quanh cái ngưỡng giá 16. Đấy, thì sau một cái bước chạy đà này, nhìn chung là anh chị mình để qua cái đặc tính nó y chang nhau cả. Đấy, bước chạy đà này, sau đó này, tái tích lũy nền. Đấy, có phải tái tích lũy nền không? Thì mình có tham gia quanh cái ngưỡng giá 15.9 đến giá 16.
thì hôm nay là vùng giá 17.1, nó bắt đầu nó bứt thoát khỏi những cái vùng nền này, thì con SSI ấy, là cái con mà nhìn chung là nó giữ được nền và nó giảm ít nhất so với cái dòng đấy, thì bắt đầu nó có những cái trạng thái nó bứt thoát, nó điểm mồi dòng tiền vào đấy. Thì đối với những cái mã cổ phiếu này á, vị thế là rất là tốt rồi, những cái điểm mà dòng tiền vào chờ dòng tiền vào nó xác nhận đánh gia tăng thôi anh chị ha. Thì cái target trước mắt cổ phiếu nó sẽ rơi khoảng giá 19 đến giá 20 đối với mã cổ phiếu của SSI cho những cái nhịp tiếp theo. Nên là những cái mã cổ phiếu này là những cái mã cổ phiếu mà anh chị mình cần phải chọn lọc, đây chính là những cái gọi là cái thanh quả của anh chị mình rồi. Đó nè, cái phiên hấp thụ này, hấp thụ hàng về này, là gọi là cái phiên này là cái phiên FOMO, sau đó là hấp thụ những cái lượng hàng về, đây là những cái phiên tiền đề đấy. Thì đây chính là những cái gọi là cái điểm bứt thoát của cổ phiếu ha. Hay là con SHS này hôm nay cũng tăng này đấy, anh chị mình có thấy nó giống y chang không, nó giống y chang như với những nhịp này nè, em có phân tích với anh chị mình rồi á. Thì sau một cái điểm này là cái điểm rung dụ những cái lượng hàng tới cộng này, điểm này là điểm hấp thụ này, anh chị mình xem qua nè, đây nè, đây là cũng một cái yếu tố gọi là sau một cái quá trình gọi là quá trình rung dụ nè, rung dụ giảm rất là mạnh nhưng mà cái bản chất cổ phiếu á, nó giảm về lại những cái vùng nền biên dưới thôi đấy, sau đó nó lập tức nó hấp thụ trở lại, thì bắt buộc phải có những cái phiên này này thì mình mới tự tin mình vào, chứ không phải là không không là mình vào đâu đấy. Nên là những cái mã cổ phiếu mà nó hấp thụ lập tức trở lại khi mà nó test về lại những cái vùng nền biên dưới á, thì những cái mã cổ phiếu đó mới là những cái mã cổ phiếu khỏe và nó mới có khả năng nó dẫn sóng cho những cái nhịp sau, anh chị lưu ý ha. Đấy, nên là những cái nhịp này nè, lập tức nó vào nó hấp thụ nè đấy, nhưng con SHS như thế này đấy, lập tức nó vào nó hấp thụ là cái phiên tiền đề hôm nay dòng tiền vào này, những cái mã cổ phiếu này bứt thoát thì cái target cổ phiếu nó sẽ rơi vào khoảng giá 9.x đến giá 10 ha. Nên là anh chị mình cứ yên tâm mình cầm nắm đấy, đây chính là những cái thành quả của anh chị mình gọi là mình khi mà mình chọn lọc được và mình nhận diện được sớm cơ hội hơn so với những cái phần còn lại ha. Còn cái con tiếp theo chính là con FTS đấy, con FTS thì vẫn nó còn nằm trong những cái vùng nền, thì đây cũng là những cái cơ hội để cho anh chị mình có thể mình lựa chọn những cái thời điểm rung lắc cổ phiếu đấy. Đối với mã cổ phiếu của FTS này đấy, thì anh chị mình đến này, nó đều có một cái đặc tính y chang nhau cả, có nghĩa là khi mà nó vào một cái trạng thái gọi là nó bịch cầu á, bịch cầu có nghĩa là dòng tiền vào cực kỳ quyết liệt, khi mà nó test về lại những cái điểm gọi là cái dòng tiền nó moi vào á, thì gọi là nó lập tức nó có được những cái lực đỡ. Anh chị mình tham gia ở những cái điểm hỗ trợ này, có phải là anh chị mình đây đã lại đâu đó khoảng 14% rồi. Nó còn tăng tiếp tục đối với những cái xung lực hiện tại đối với cổ phiếu ha. Đấy, nên là những cái thời điểm gọi là tích lũy nền thì chị mình phải lựa chọn đối với những cái trạng thái khi mà nó có những cái xu hướng nó test về, còn khi nào nó có sóng á, nó tạo ra những cái điểm bứt thoát á, thì hiện tại nó có, đối với cái gọi là cái dòng tiền nó vào mạnh mẽ á, thì mình đánh giá là có nhóm ngành banh, thì nhóm ngành banh là những cái nhóm ngành nó đang có sóng. Đấy, nó đang có sóng thì chị mình có thể mình lựa chọn khi mà cổ phiếu nó bứt thoát ha. Nếu mà anh chị mình không mua được ở những cái thời điểm mà nó tích lũy nền á, thì những cái giai đoạn bứt thoát thì chị mình phải cực kỳ lưu ý tới ha. Đấy, nên là nhóm ngành chứng khoán thì có viết SSI, có SHS, có FTS. Thì còn đối với những cái mã cổ phiếu khác giống như là VCI thì nó vẫn sẽ tăng theo thôi. Đấy, thì trước mắt cổ phiếu thì em vẫn đánh giá là nó phải cần có những cái quá trình nó quay trở lại vùng giá khoảng 22 đến giờ 24, nó tích lũy nền trở lại thì giai đoạn sau nó mới khỏe. Tại vì sao? Nó khác biệt hoàn toàn với mã cổ phiếu của SSI. Con SSI á, thì hiện tại nó đang ở gần những cái vùng này nè. Đấy, thì chứng tỏ cho một cái mã cổ phiếu nó phải khỏe hơn không? Nó dòng tiền nó đỡ tốt hơn không? Đấy, đây nè, con SSI này anh chị mình để nè, nó về những cái mã cổ phiếu nào giai đoạn này á, anh chị mình chú ý cho một cái đặc tính á, là cổ phiếu nào nó về lại những gần những cái vùng kháng cự nhất là những cái mã cổ phiếu khỏe, còn những cái mã cổ phiếu nào nó hiện tại nó đang ở gần những cái vùng nền đáy nhất là những cái cổ phiếu yếu. Nên là anh chị mình phải cực kỳ tập trung, mình mua vào những cái mã cổ phiếu á, nó không phải là cái vùng giá rẻ hay là cái vùng giá thấp hay là cái vùng giá cao, nhưng mà cái quan trọng nhất đối với một cái việc mà mình mua một cái cổ phiếu á, thì là nó có tiềm năng tăng giá hay không, anh chị lưu ý ha. Giống như là giai đoạn này nè, anh chị mua giống như SSI, mua phiên nào hầu như là phiên nào cũng có lãi trong một cái quá trình đi lên, còn những cái mã cổ phiếu nó test liên tục đấy, anh chị mình phải mua gọi là anh chị mình chỉ có khi mình mua cái phiên này mới có lãi thôi, còn mua phiên này không có lãi này, mua phiên này không có lãi này, mua phiên này cũng chưa chắc có lãi đấy, có lãi này sau đó lập tức nó điều chỉnh về đấy. Nên là những cái xu hướng của cổ phiếu và cái cách chọn lọc cổ phiếu của anh chị mình á, nó sẽ tác động đến cái kết quả đầu tư của anh chị mình nó cực kỳ nhiều ha. Đấy, nên là những cái mã cổ phiếu như là VCI thì vẫn đánh giá là nó cũng thuộc dạng nhóm ngành chứng khoán thì nó sẽ kéo tăng, nhưng mà cái bản chất nó không phải là một cái cổ phiếu để mà nó dẫn dắt cho một cái xu hướng mới. Tìm đánh giá dẫn dắt thì có con SSI là cái con mà nó khỏe nhất, cái con tiếp theo là con SHS, và cái con tiếp theo nữa là có con FTS, là ba mã cổ phiếu này anh chị mình phải cực kỳ lưu ý tới. Còn những cái mã cổ phiếu VCI thì có thể là nó sẽ hồi phục theo cái thị trường, thì trước mắt cái những cái điểm kháng cự nó đang gọi là cái điểm kháng cự nền của cổ phiếu đó, nó đang ở quanh cái ngưỡng giá 22 đến giá 22.x nè. Đó, nên là nó phải cần bứt thoát lên cái vùng kháng cự này, nó tích lũy nền trở lại thì lúc đó là những cái nhịp vào sóng mới nó mới khỏe được. Cái sóng đó mới là những cái sóng chính của cổ phiếu anh chị ha. Còn đối với mã cổ phiếu của VND thì nó gặp
một phần vài cái vấn đề về gọi là về cái trái phiếu của Trung Nam ấy. Đấy, nên là nhìn chung là có hàng thì nắm giữ thôi, khi mà cái dòng nó khỏe thì nó cũng sẽ có những cái tín hiệu nó bổ trợ theo, chứ còn bản chất không phải là những cái mà cổ phiếu để mà mình ưu tiên lựa chọn ha, ưu tiên lựa chọn những ngành chứng khoán SSI, SHS và FTS. Rồi tiếp theo qua các mã cổ phiếu khác của nhóm ngành ngân hàng này, BIDV hôm nay bứt thoát lên nhìn chung là khá là đẹp ha, khá là đẹp. Nhìn chung là những cái mã cổ phiếu này có hàng nắm giữ thôi, chứ không nó không có những cái điểm mua, nó không xuất hiện những cái điểm mua khi mà nó đang về là những cái điểm kháng cự. Thì hôm nay bứt thoát khỏi cái vùng nền kênh giá này thì có thể mà những cái xu hướng test tiếp theo á thì mình cũng có thể mình chú ý tới, chứ còn bản chất khi mà nó bứt thoát như thế này thì hầu như là nó không xuất hiện cho những cái điểm mua đối với anh chị mình, lưu ý ha. Nên là cái xu hướng nó vẫn còn tốt. Thì nhìn chung là những cái mã cổ phiếu này á là những cái mã cổ phiếu mà nó số ít, những cái số ít mà nó đi ngược lại cái thị trường chung của chúng ta. Đấy, nên là hầu như là trong xuyên suốt trong những cái quá trình, gọi là thậm chí là trong những cái giai đoạn mà giảm trước, gọi là giảm ở những cái nhịp trước về mặt gọi là về mặt trái phiếu ảnh hưởng á, thì cũng có cập nhật với anh chị mình rất là nhiều về cổ phiếu, gọi là cổ phiếu của những ngành ngân hàng mà thuộc dạng banh quốc doanh, nó không ảnh hưởng đối với trái phiếu doanh nghiệp, nó chỉ là trái phiếu chính phủ thôi. Trái phiếu chính phủ thì được bảo lãnh bởi chính phủ của chúng ta thì nó gọi là nó rất là an toàn, nó không có ảnh hưởng gì trong giai đoạn này cả. Chỉ có những cái ngân hàng gọi là ngân hàng tư nhân á, người ta phát hành trái phiếu doanh nghiệp á, thì lúc đó mới gọi là những cái ngân hàng đó mới chịu ảnh hưởng bởi về mặt trái phiếu doanh nghiệp ha. Còn những cái mã cổ phiếu này nó vẫn là một cái xu hướng đi ngược của thị trường ha. Nhìn chung là cái xu hướng hiện tại đang khá là khỏe, tuy nhiên là hiện tại nó gặp lại những cái điểm kháng cự thì có thể là nó sẽ khựng lại một nhịp quanh cái ngưỡng này, nên là chị mình có thể mình chặn lại quanh cái ngưỡng giá 38-39 thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều ha. Cái con tiếp theo là mã cổ phiếu của CTG này. Đấy, cũng CTG hôm qua có phân tích với chị mình rất là nhiều, là cái phiên này là cái phiên test cung tiền đề, hôm nay bứt thoát này, hôm nay chính là những cái điểm mua. Đấy, hôm nay là điểm mua của mã cổ phiếu của CTG. Đấy, điểm mua trước là cái mã cổ phiếu test cung như thế này này, cái xu hướng nó giữ này, hôm nay dòng tiền vào bứt thoát, đây chính là những cái điểm gọi là dòng tiền vào xác nhận đối với cổ phiếu, là hôm nay là cái điểm mua đầu tiên. Cái điểm mua tiếp theo là khi mà cổ phiếu nó có những cái trạng thái nó retest về, đấy là những cái điểm mua của cổ phiếu, anh chị lưu ý ha. Thì hôm nay em lựa chọn mã cổ phiếu của LBB, tại vì sao? LBB nó tương tự như những cái mã cổ phiếu bứt thoát khác của nhóm ngành ngân hàng, là nó có một cái bước chạy đà cực kỳ khỏe. Đấy, bước chạy đà cực kỳ khỏe của cổ phiếu này. Đấy, nó chạy từ những cái giai đoạn này là 30%, sau đó nó giữ những cái vùng nền. Cái phiên này là phiên no supply này, phiên này test cung tiền đề này, thì mình chỉ cho một cái tín hiệu dòng tiền thôi. Anh chị mình xem qua đó, là con LBB này nó có một cái dòng tiền vào cực kỳ khỏe ở những cái chart 1 giờ. Đấy, thì khi mà mình nhận diện ra cái chart 1 giờ này nè, là bắt đầu cái dòng tiền nó vào cực kỳ khỏe thì mình bắt buộc mình phải tham gia. Thì lúc đó cái vùng giá khoảng 10.2, 10.3 đấy. Đấy, mình có tham gia đối với mã cổ phiếu của LBB. Hôm nay là những cái tín hiệu bắt đầu nó bứt thoát, đây là một cái xu hướng cực kỳ tốt, thì cái điểm này vẫn là những cái điểm để cho anh chị mình tham gia tiếp. Anh chị ha, nó tương tự giống như là con BIDV này. BIDV thì hôm trước nó là những cái điểm bứt thoát nè, anh chị mình để nè, nó đang đi trong một cái mức sideways mà hình VCB gì đó đây. Đấy, sau nhưng mà cái total xu hướng nó vẫn đang là một cái trên tăng. Thì sau đó là một cái điểm mồi của dòng tiền vào cực kỳ quyết đoán. Đây là cái phiên gọi là cái phiên dòng tiền vào để mà nó hấp thụ những cái lượng hàng quanh những cái điểm kháng cự. Thì sau những cái điểm đó là bắt đầu thì gọi là mã cổ phiếu của BIDV chính là những cái điểm bứt thoát. Thì đây chính là những cái điểm mua của cổ phiếu. Thì cái điểm mua tiếp theo chính là những cái xuống gọi là nó retest trở lại những cái vùng nền. Đấy, tương tự như thế là mã cổ phiếu của LBB. Thì đây chính là những cái điểm mua của cổ phiếu. Cái điểm mua tiếp theo là khi mà cổ phiếu nó có những cái trạng thái nó điều chỉnh về. Đấy, điều chỉnh retest về thì đấy là những cái cơ hội cho anh chị nào mình chưa tham gia được. Thì đó là những cái cơ hội để cho anh chị mình có thể mình tham gia. Giống như là mã cổ phiếu của CTG. Điểm hôm nay là điểm mua. Cái điểm mua thứ hai chính là những cái trạng thái retest trở lại quanh cái ngưỡng giá 25.3.2 đấy. Đấy là những cái điểm retest của cổ phiếu, thì chị mình phải cực kỳ lưu ý tới những cái mã cổ phiếu này ha. Nếu mà đây là chính là những cái mã cổ phiếu nó xác nhận cho một cái quá trình bứt thoát nền đi lên. Đấy, nên là những cái điểm mua nó giống như phải với mã cổ phiếu của BIDV á, là một cổ phiếu điểm mua đầu tiên nè, cái điểm mua thứ hai là điểm mua retest. Đấy là cho những anh chị nào đánh sóng. Còn anh chị nào nhận diện sớm thì mình sẽ tham gia ở những cái vị thế như thế này. Thì coi cái nhóm ngành banh á, thì cái nhóm ngành mà nhìn chung là những cái vị thế sớm á, thì em ưu tiên lựa chọn mã cổ phiếu của chứng khoán và ưu tiên lựa chọn mã cổ phiếu của nhóm ngành thép. Tại vì sao? Tại vì cái tính đầu cơ nó cao hơn. Đã tính cái đầu cơ nó cao hơn nên là anh chị mình có thể thấy á, là một khi á, mà cái gọi là cái yếu tố nó chạy á, thì cái gọi là cái nhóm ngành chứng khoán hay là nhóm ngành thép á, nó có một cái tính gọi là cái tính feeling nó cao hơn, nên là cái biên độ lợi nhuận của nó sẽ tốt hơn. Đó nên là mình ưu tiên lựa chọn khi mà gọi là vị thế trước là các nhóm ngành gọi là nhóm ngành chứng khoán và nhóm ngành thép. Thì hôm nay là có liếc vào một cái mã cổ phiếu của Liên Việt nữa, tại vì Liên Việt sao nó có một cái tính đầu cơ. Anh chị mình để nè, cái giai đoạn trước đây là một cái mã cổ phiếu đầu cơ cực kỳ cao.
Đấy, là cái đây là một cái đặc tính của cổ phiếu, nó giống như là cái bản tính của một con người. Đấy, tùy vào một cái con người, giống như là anh chị mình muốn giao một cái việc gì đó đi, và giao một cái việc mà cái yêu cầu cái tính cẩn thận, thì anh chị mình không thể nào mình giao việc cho một cái người mà gọi là người ta nóng vội được, anh chị lưu ý ha. Đấy, nên là nó giống như là một cái đặc tính rồi, nên là mình thích những cái mã cổ phiếu nó có mang một cái tính chất feeling, khi nào nó an toàn thì mình an toàn, khi nào nó feeling thì mình bắt buộc mình phải feeling, thì lúc đó là cái biên độ lợi nhuận của anh chị mình nó sẽ cực kỳ tốt hơn anh chị ha. Giống như là những cái giai đoạn trước thì cái nhịp độ an toàn thì mình sẽ lựa chọn mã cổ phiếu của BIDV, lựa chọn mã cổ phiếu của CTG, giống như là những cái giai đoạn này là giai đoạn giữ tiền mà nó mang lại cho những cái khoản lãi, nhưng mà cái total lãi nó không phải là những cái mà cổ phiếu nó thiên hướng đầu cơ cao, nên là cái việc mà cổ phiếu nó đi lên á thì nó gọi là khi một cái quá trình mà thị trường ổn định, quá trình thị trường đi lên á, thì cái gọi là cái yếu tố gọi là nó đi lên nó sẽ không gọi là nó không mạnh mẽ bằng so với những cái mà cổ phiếu mang tính chất feeling. Nhưng mà trong một cái thị trường mà bắt đầu nó có những cái dấu hiệu nó phân hóa nó bất ổn á, thì những cái mã cổ phiếu này lại là những cái điểm đến, và điểm đến để mà mình lựa chọn anh chị ha. Còn cái thị trường hiện tại là một cái thị trường nó mang một cái tính feeling hơn, khi mà cái yếu tố gọi là yếu tố hấp thụ tốt, yếu tố nó có được những cái sự gọi là cái sự bứt thoát, thì mình sẽ lựa chọn vào một cái nhưng trong những cái mã cổ phiếu nó có mang tính hướng một đầu cơ một tí, thì cái biên độ lợi nhuận của anh chị mình nó sẽ tốt hơn anh chị ha. Nên là còn liên việc hôm nay chính là những cái điểm mua. Đấy, điểm mua tiếp theo là khi mà cổ phiếu nó test trở lại, đấy chính là những cái thời điểm để cho anh chị mình có thể mình lưu ý tới ha. Còn những cái mã cổ phiếu khác như là Techcombank đi, nhìn chung là xu thế yếu à, nhìn chung là có hàng thì nắm giữ khi mà cổ phiếu nó test về lại biên trên thôi, còn những cái mã cổ phiếu này chưa bứt thoát được. Còn con CTG này, con Liên Việt này, con BIDV nó đã bứt thoát trend rồi, đó là những cái mã cổ phiếu nó khỏe, nó dẫn dắt. Còn những cái mã cổ phiếu này thì nhìn chung là nó mang tính chất gọi là nó tăng theo thôi, nó không phải là những cái điểm đến ha. Hay là những cái mã cổ phiếu khác, STB này hôm nay bứt thoát này, hôm nay nhìn chung là mình chờ đợi những cái yếu tố test về để mình mua, nhưng mà nhìn chung là không có test thì mình phải chờ đợi những cái nhịp tích lũy trở lại tiếp theo ha. Còn những cái mã cổ phiếu này đang trong một cái xu hướng bức trend thì anh chị nào có hàng mình cứ tiếp tục mình cầm nắm, hay là con OCB nó cứ liên tục nó túc tắc đi lên này, thì trước mắt cái target cổ phiếu nó sẽ rơi vào con giá 15.5 đến giá 16 ha. Rồi tiếp theo, hôm nay có tham gia mã cổ phiếu của KBC, thì tại vì sao em tham gia mã cổ phiếu của KBC thì chị mình xem qua đối với một cái đồ thị của KBC. Đây là một cái quá trình chạy đà của cổ phiếu, cái mức độ chạy đà của cổ phiếu này nó sẽ rơi vào khoảng giá khoảng đâu đó là khoảng 30% 30 đến 40%, thì đây chính là những cái điểm mua sớm đối với cổ phiếu. Thì ngày hôm qua em cũng có cập nhật với anh chị mình về cái kênh, trong cái kênh YouTube á, là cổ phiếu đang giữ được một cái vùng nền cực kỳ tốt và những cái yếu tố hấp thụ nó rất là tốt, thì hôm nay là tăng gọi là tăng gần 6%. Đây là một cái bước tiên đề khi nào nó bứt thoát hẳn vùng giá 18, đấy chính là những cái thời điểm anh chị đã đánh sóng, hay là đánh những cái thời điểm để cho anh chị gọi là mình gia tăng. Thì hôm nay quanh quanh cái ngưỡng giá 17 thôi, cũng là một cái vùng giá khá là tốt, không gọi là mình không FOMO anh chị lưu ý ha. Đặc tính đối với những cái cổ phiếu mà nó chưa tạo được những gọi là nó chưa có được những cái yếu tố gọi là yếu tố nó vào dòng tiền á, thì mình không FOMO, thì hôm nay chỉ canh những cái vùng test gap thôi. Còn tại vì sao con Liên Việt mình phải tham gia, tại vì sao, tại vì cái bản chất con Liên Việt nó có dòng tiền đấy, nên là chị mình phải cần phân biệt rõ là cái việc mà chờ gọi là chờ bùng nổ và có bùng nổ là cái hai cái việc mà anh chị mình phải giao dịch một cách nó phù hợp và nó khác nhau. Có nghĩa là khi mà anh chị mình chờ bùng nổ á, thì mình phải bắt buộc mình lấy vị thế trước, mà một khi anh chị mình muốn lấy vị thế trước á, thì mình phải lấy được một cái vị thế nó ở một cái vùng giá tốt, và đặc biệt là không FOMO. Giống như là con Liên Việt đi, anh chị mình tham gia ở những cái vùng giá 10 chấm giai đoạn đây nè, 10.3, nó sẽ khác hoàn toàn so với cái phiên này anh chị mình tham gia 10.3. Tại vì sao? Tại vì đây là những cái vùng áp lực và cái dòng tiền nó chưa có những cái dấu hiệu bứt thoát, anh chị lưu ý ha, nên là nó sẽ có những cái khả năng nó điều chỉnh về đấy. Nên là những cái vị thế gọi là cái vị thế trước á, thì mình phải tham gia ở những cái giai đoạn test cung, giai đoạn mà cổ phiếu nó có được những cái gọi là khi mà nó test về lại những cái điểm hỗ trợ. Còn khi mà cổ phiếu nó có những cái bước vào sóng này, đây là những cái thời điểm để cho mình đánh sóng đấy, nên là mình phải bắt buộc mình phải tham gia khi mà cổ phiếu nó có dòng tiền đấy. Nên là cái việc mà anh chị mình thấy hai cái sự khác biệt là khi mà cái vùng 10.3 vùng này và 10.3 vùng này nó sẽ cực kỳ khác nhau đấy. 10.3 vùng này có thể trong ngắn hạn anh chị mình sẽ bị rung lắc, nhưng mà đối với cái vùng 10.3 vùng này là những cái giai đoạn mà cổ phiếu nó đã vào sóng rồi, nên là cái xu hướng cổ phiếu nó sẽ hình thành giống với mã cổ phiếu của SSI vậy, là cái khi mà anh chị mình gọi là mình có thể mình tham gia khi mà cổ phiếu nó có những cái tín hiệu nó bứt thoát, khi mà có những cái tín hiệu dòng tiền vào thì nó sẽ cực kỳ an toàn hơn cho anh chị mình ha. Đó nên là con KBC là một cái mã cổ phiếu mà cái vị thế trước là không nên mua, gọi là không nên mua khi FOMO. Đó nên là hôm nay là chỉ canh cái quanh vùng giá 10, gọi là 17, quanh quanh cái ngưỡng giá 17 cộng trừ thôi.
thì cái mức giá thấp nhất có vùng giá 7.5 đấy là một cái vùng giá cực kỳ tốt. Thì hôm nay đang tăng, gọi là tăng đây là chính là những cái bước tiền đề, còn cái giai đoạn sau đây chính là những cái lợi thế của mình khi mà nó có được những cái tín hiệu bứt thoát, gọi là dòng tiền vào xác nhận đi lên, thì đấy chính là những cái thời điểm nó vào sóng để mà mình đánh gia tăng anh chị ha. Thì hôm nay là đối với mã của nhóm ngành khu nghiệp á, thì em đánh giá là có mã cổ phiếu của KBC và mã cổ phiếu của IGC là hai cái mã cổ phiếu của nhóm ngành khu công nghiệp anh chị mình phải lưu ý tới. Tại vì sao con phải lưu ý con IGC? Tại vì như thế này, nó cũng là một cái quá trình FOMO này, sau đó nó một cái yếu tố hấp thụ, gọi là cái yếu tố gọi là nó hấp thụ những cái lượng hàng tới cọc. Hôm nay nó trần, gọi là trần rất là sớm, nó có nghĩa là nó bịt cung, nó không cho mua, thì đấy mới là những cái cổ phiếu khỏe anh chị cực kỳ lưu ý ha. Trong một cái nhịp mà hồi phục đầu tiên nó cần volume, nhưng mà trong một cái nhịp tích lũy tiếp theo nó phải cần có một cái yếu tố là không có những cái sự đeo bám, mà cái yếu tố không có những cái sự đeo bám nó sẽ thể hiện cho cái quá trình cổ phiếu nó trần rất là nhanh và nó không đi kèm với một cái yếu tố thanh khoản. Nhưng mà đến một lúc nào đó cái thanh khoản nó bùng nổ trở lại thì lúc đó mà có giá cổ phiếu nó không tăng, thì lúc đó anh chị mình nên xem xét, gọi là nên xem xét và mình nên hạn chế phần FOMO tham gia, gọi là đeo bám anh chị ha. Lúc đó là cái lượng hàng đeo bám nó sẽ có đấy. Nên là hôm nay thì nhìn chung đối với nhóm ngành công nghiệp á, thì chị mình có thể lưu ý hai mã cổ phiếu là KBC và mã cổ phiếu của EGC anh chị ha. Thì EGC là một cái điểm gọi là điểm xác nhận, chính là bứt tốt hàng vùng giá 12, dòng tiền vào xác nhận đây chính là những cái điểm đánh sóng chính. Còn những cái vùng nền như thế này cũng là những cái điểm để cho anh chị mình có thể mình chú ý cho những cái vị thế của mã cổ phiếu ha. Đó là nhóm ngành khu công nghiệp. Rồi tiếp theo qua một vài cái mã cổ phiếu của nhóm anh trụ combo nè. Đấy anh chị mình có theo dõi kênh YouTube của em hôm qua, em có phân tích với anh chị mình cực kỳ kỹ về combo nè. Nó cứ liên tục nó xuất hiện những phiên tết cung, thì những cái mã cổ phiếu, những cái mã cổ phiếu này á thì mình có tham gia đối với cổ phiếu khi mà nó ở quanh cái ngưỡng giá 10.3, em nhớ là 10.3. Đó là những cái vị thế của mình. Đấy, còn những cái giai đoạn sau bứt thoát hẳn vùng giá 11 á, dòng tiền vào xác nhận, thì đấy chính là những cái thời điểm cổ phiếu nó sẽ vào sóng, và những cái anh chị nào đánh sóng mình phải cực kỳ chú ý tới khi mà cái tín hiệu dòng tiền vào ha. Thì lúc đó là cái tín hiệu đánh sóng, là cái tín hiệu đánh gia tăng, khi mình có vị thế thì nó sẽ lợi thế hơn rất là nhiều so với cái phần còn lại của cổ phiếu anh chị ha. Thì nó cũng sẽ đặc tính là stopping volume 3, sau đó nó giữ được những cái dòng tiền, nó liên tục nó tạo những cái phiên test cung tiền đề này. Hôm nay cái lượng FOMO này hấp thụ này, FOMO về hấp thụ này, nó cho anh chị mình chốt lại luôn, thì những cái mã cổ phiếu này nó đang có những cái tiền đề để mà nó đánh bứt thoát anh chị ha. Nên là những cái mã cổ phiếu này bứt thoát giữa 11 là những cái điểm đã xác nhận sóng, thì lúc đó mình sẽ đánh gia tăng đối với cổ phiếu. Hay là những cái mã cổ phiếu khác, con BVH, thì những cái mã cổ phiếu này nhìn chung là đang trong một cái xu hướng vẫn tốt, nhưng mà hiện tại nó thiếu đi một cái yếu tố về mặt dòng tiền. Đó là đối với những cái mã cổ phiếu giống như là BVH á, khi nào nó bứt thoát giá 48 á thì dòng tiền vào xác nhận thì mình thì lúc đó nó sẽ có sóng. Còn những cái giai đoạn này thì nhìn chung là nó cứ túc tắc để tạo tiền đề thôi. Hay là nó giống tương tự như thế là mã cổ phiếu của FPT. Ha, đã bắt đầu dòng tiền nó moi vào này, những cái mã cổ phiếu này bứt thoát giá 72, 74 á thì nó sẽ vào một cái nhịp sóng mới anh chị ha. Nên là sau những phiên stopping volume 3, nên là đối với những cái giống anh trụ anh chị mình ưu thích á, thì em sẽ chọn lọc ra những cái mã cổ phiếu mạnh, là mã cổ phiếu đầu tiên là mã cổ phiếu của Bow, cái thứ hai là mã cổ phiếu của FPT, cái thứ ba là mã cổ phiếu của BVH ha. Còn những cái mã cổ phiếu còn lại giống như là trụ còn lại giống như là MWG nó không ok đâu, nó không ưu tiên đâu. Hay là Masan, là những cái mã cổ phiếu nó mang tính chất điều tiết là nhiều. Đó nên là anh chị mình hạn chế mình tham gia anh chị ha. Còn nếu mà muốn tham gia trụ thì có Bow nè, có FPT nè, và có mã cổ phiếu của BVH, hầu như là những cái danh mục đó mình cập nhật cho anh chị mình xuyên suốt. Nên là nó đây cũng là chính là những cái thành quả của anh chị mình ha. Giống như là combo này, tham gia vị thế sớm thì mình tham gia ở những vùng giá thấp nè. 10.3 thì hôm nay lãi đâu đó cũng được khoảng 5% rồi. Đây chính là những cái vị thế mình lắc ổ, đây là chính là những cái khoản bảo hiểm cho mình. Nếu mà mặt may cái thị trường chung xấu thì nhìn chung nó cũng sẽ về lại những cái vùng gọi là cái vùng giá vốn của mình thôi. Đó nên là cái nó sẽ bảo đảm cho anh chị mình. Còn một khi mà nó đúng xu hướng á, mình sẽ có được những cái vị thế để mà mình đánh gia tăng. Đấy thì lúc đó là nhìn chung là mình sẽ có được những cái lợi thế khi mà cái lượng hàng vị thế nó về. Đấy, cái lượng hàng vị thế nó về mà nó còn có lại nữa thì cái giá của mình nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những cái phần còn lại. So với cái nên là cái việc mà nhận diện gọi là nhận diện sớm á, nó sẽ cực kỳ quan trọng. Nó cực kỳ quan trọng và nó sẽ ảnh hưởng rất gọi là ảnh hưởng rất là nhiều đối với cái kết quả đầu tư, kết quả giao dịch của anh chị mình ha. Rồi tiếp theo qua những cái mã cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí, thì nhìn chung là dầu khí nó test cung to, nhìn chung là nó giữ nhịp được test, em đánh giá là khá là tốt, nhưng mà nó chỉ là những cái nhịp hồi lên, gọi là hồi lên ở những cái vùng nền thôi anh chị lưu ý ha. Nên là những cái mã cổ phiếu này có hàng nắm giữ thôi. Đấy, có hàng nắm giữ mình chờ khi mà cổ phiếu nó test về vùng nền thôi. Thế là cũng BVD cũng thế này, hôm nay hồi 400 này xong rồi nó test lại này, hồi phục thì nhìn chung là cứ chờ lại những cái vùng nền này ha, có hàng cứ nắm giữ, còn bản chất không nên tham gia. Đó, không nên tham gia ha, không nên tham gia nhóm ngành dầu khí. Đây là những cái nhóm ngành yếu, đây là mình phải gọi là mình phải phân biệt rõ cái nhóm ngành khỏe, cái nhóm ngành yếu, cái nhóm ngành có khả năng tăng giá
cái nhóm ngành có khả năng dẫn dắt so với những cái nhóm ngành gọi là nó tăng theo so với xu thế về mặt thị trường, thì nó sẽ gọi là nó sẽ mang lại chip đầu tiên á, thì anh chị mình lựa chọn đúng cái mã cổ phiếu á, thì nó sẽ đảm bảo đảm được một cái vị thế cho anh chị mình, gọi là bảo đảm được một cái gọi là cái xu hướng cho anh chị mình. Giống như là khi mà cái xu hướng của thị trường nó xấu đi thì cổ phiếu đó là những cái mã cổ phiếu nó sẽ giảm ít nhất, còn khi mà xu hướng thị trường tốt á, thì những cái mã cổ phiếu đó là những cái cổ phiếu mà nó sẽ gọi là nó sẽ tăng nhanh nhất. Nó là những cái mã cổ phiếu ngày hôm nay nè anh chị mình để nè, chứng khoán nè, thép nè, hay là bất động sản nè, nó tăng rất là nhanh. Nhưng mà những cái nhóm ngành mà nó giảm chưa đủ biên, mà nó thuộc dạng gọi là nó test lại những cái vùng đỉnh đáy cũ á, giống như là con FRT này anh chị mình thấy nó hồi cực kỳ nhọc nhằn. Những cái mã cổ phiếu này mà một khi thị trường rủi ro tiếp tục quá, cái khả năng thùng đáy là cực kỳ cao đấy, nên là những cái mã cổ phiếu này anh chị mình tuyệt đối không nên nắm bắt. Và chỉ cần là có hàng thì hồi lên theo thị trường, mình phải gọi là bắt buộc mình phải hạ để mà mình tìm kiếm những cái mã cổ phiếu mà nó có được những cái độ tích lũy, mà nó có được những cái khả năng để mà nó vào một cái nhịp dẫn sóng, anh chị lưu ý ha. Đấy, nó là cái sự khác biệt nó. Bây giờ anh chị mình mới thấy nè. Đấy, những cái lần trước có thể là em phân tích anh chị mình không tin đâu, nhưng mà bắt đầu những cái nhịp này anh chị mình mới nhìn thấy rõ. Đấy, những cái giai đoạn trước này cổ phiếu nào gần đây nhất là cổ phiếu yếu, chứ không phải là anh chị mình thấy hôm trước là nó giá 66, hôm nay giá 59 anh chị mình mua vào á. Nhưng mà thật chắc ra anh chị mình gọi là cái yếu tố quan trọng nhất trong một cái quá trình đầu tư á, thì mình phải lựa chọn vào những cái mã cổ phiếu nó có một cái khả năng tăng giá hơn là những cái mã cổ phiếu rẻ anh chị ha. Rẻ thì nó sẽ rẻ thêm, rẻ thì nó thiên hướng tích sản. Còn còn cái đối với một cái phương pháp đầu tư của mình á, không phải là một cái phương pháp tích sản, mình đầu tư theo một cái xu hướng về mặt dòng tiền, mình đầu tư theo một cái cổ phiếu nó có được những cái kênh xu hướng và nó có khả năng là những cái dòng dẫn sóng đấy, nên là mình phải bắt buộc mình phải lựa chọn những cái điểm gọi là cái điểm mà cái dòng tiền nó có khả năng vào nó mạnh nhất, có khả năng vào gọi là nó cao nhất để mà mình đầu tư. Còn những cái mã phiếu này làm sao để mà nó dẫn dắt được, anh chị lưu ý ha, kể cả những cái dòng đạm như thế này này, là một cái dòng mà em đánh giá là nó đang trong một cái xu hướng giảm, cổ phiếu có hồi lên thì nhìn chung là em có hàng cũng sẽ bán thôi, bán đấy, bán để mà mình lựa chọn những cái nhóm ngành nó có khả năng một cách dẫn sóng nó tốt hơn ha. Thì đấy là xu hướng về mặt các cổ phiếu và các cái dòng để mà mình cùng nhau mình chọn lọc. Thì nhìn chung là trong một cái giai đoạn này là những cái điểm mua, gọi là điểm mua sớm trong những cái giai đoạn này là một cái điểm gọi là rất là tuyệt vời rồi. Thì hôm nay là anh chị mình đã có được những cái gọi là cái khoản lãi để mà mình hỗ trợ cho một cái quá trình tiếp theo đối với thị trường của chúng ta, khi mà nó có những cái điểm xác nhận, lúc đó là những cái điểm đánh giá tăng nó cực kỳ tuyệt vời ha. Đấy, nên là anh chị mình cần phân biệt được là cái cổ phiếu là cái điểm mua sớm, là nó sẽ phụ thuộc vào cái tốc độ nhận diện của anh chị mình, và khi mà cổ phiếu nó vào sóng thì anh chị mình mua như thế nào. Đấy, mua khi mà cổ phiếu nó có những cái tín hiệu dòng tiền, còn khi nào mà trước khi vào sóng nó sẽ có được những cái tiền đề, và đặc biệt là nó phải nằm trong những cái dòng chọn lọc. À, thì cái đặc tính cổ phiếu á, giữ nền là cổ phiếu khỏe, gần kháng cự là cổ phiếu khỏe, còn cổ phiếu nào mà gần đáy á, là cổ phiếu yếu. Đấy, là anh chị mình nên ghi nhớ cái vấn đề này để mà mình lựa chọn một cái và là cái mà cổ phiếu đó mình đầu tư nó một cách nó tốt hơn ha. Thì cũng xin cảm ơn anh chị mình đã xem cái video này. Nếu mà anh chị mình thấy hay, đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất, cũng là những cái động lực để mà làm ra những video tiếp theo ha. Nếu mà anh chị mình thấy phù hợp với quan điểm đầu tư của anh chị mình, thì anh chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 886 để mà mình cùng nhau mình chọn lọc những cái điểm mua nó tốt nhất, mình nhận những cái khuyến nghị nó tốt nhất nó trong phiên ha. Thì em cùng xin kính chúc anh chị mình một buổi tối và những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, và hứa hẹn thị trường của chúng ta sẽ là những cái phiên bùng nổ cho những cái tuần tiếp theo ha. Thì em cũng xin kết thúc video tại đây ạ.